Ví dụ như số 0 nó không tắt nên con ấn nó về số 1 nó lại tắt. Con cứ tắt lúc nào mà cảm thấy nó quay nhẹ đi là được. Còn đấy cái do cái mã số đấy nó bị hỏng rồi, nó không đúng số rồi. Bố xuống chưa? Bố không xuống nhà chưa? Việc con cứ đứng ở chỗ mẹ.